Vì sao điều hòa không thể thay thế máy hút ẩm? Ok, chào mọi người. Thì có rất nhiều bác có đặt câu hỏi với em là dùng máy hút ẩm này thì nó có hơn điều hòa không, mà nó khác vì sao mà chúng ta cứ phải mua máy hút ẩm mà sao không bật điều hòa, đúng không ạ? Rất là nhiều người thắc mắc. Thực ra cái câu hỏi này nó rất là lâu rồi đấy, và hôm nay mình nhân sáng tiện sáng nay có một bác lại hỏi là như thế, thì mình lại lên một cái video. Tất nhiên là cái video này nó ở cái mức khách quan và sự hiểu biết của mình cho mọi người nhé. Còn nếu nó không đúng hay là nó chưa chuẩn thì các bác có thể góp ý, hoặc là các bác có thể đưa ra ý kiến của mình. Ok, thế thì như em thì bán hút ẩm khoảng 8 năm rồi. Thì đấy thì dựa trên những cái kinh nghiệm của em thì như thế này. Cái điều hòa mình sẽ dựa trên nguyên lý để làm khô không khí của hai cái thiết bị, thì chúng ta sẽ có thể là vì sao mà đưa ra so sánh là chúng ta không thể thay thế được nhau nhé. Thì đầu tiên là điều hòa. Điều hòa thì các bác biết là khi chúng ta bật chế độ dry là chế độ hút ẩm đấy, thì cái chế độ đấy thì cái điều hòa là nó dùng hơi lạnh, hơi lạnh để làm khô. Nó dùng hơi lạnh để làm khô thì khi mà các cái không gian ấy, nếu mà chúng ta bật mà nó hơi lạnh lâu ấy, nó làm khô thì rất là lâu. Tại vì cái vấn đề là hơi lạnh để làm khô bao quát hết được một cái không gian nó rất là nó là cả là vấn đề, đúng không ạ? Và cái thứ hai là độ ẩm ở những cái ngày rất là cao. Thế nên là việc để giảm độ ẩm được thì vẫn giảm, nhưng nó sẽ mất thời gian Còn hút ẩm thì là nó xử lý như nào ạ? Hút ẩm là nguyên tắc là nó hút cái không khí ở trong phòng, cái không gian như là chúng ta hút ẩm thường nó kín phòng ạ, thì cái không gian chúng ta như này, đúng không ạ? Một cái phòng như này thì hút ẩm sẽ liên tục trao đổi không khí, liên tục hút hơi vào, hút cái không khí trong phòng vào, và toàn bộ cái nước ở trong cái không khí, đúng không? Toàn bộ nước ở trong không khí sẽ được dàn lạnh nén và chảy xuống bình nước, còn cái hơi khô nó thổi lên. Thế thì trao đổi liên tục. Thì ở cái máy hút ẩm thì nó có hai cái giá trị vì sao nó hoạt động tốt hơn này. Thứ nhất là nó hút nước đi, cái thứ hai là hơi khô nó lại thổi vào. Thế thì nó gần như là hiệu quả của nó hoạt động gần như là gấp đôi so với cái điều hòa. Nó vừa có hơi khô nó lại vừa hút nước đi, đúng không ạ? Thì cái hai cái giá trị đấy nó giúp cho cái việc mà hút ẩm nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với điều hòa. Đấy là cái mình thấy nó thực tế luôn. Và các bác có thể dùng cái là các bác có thể thêm tắm đắp ngay đấy. Và điều hòa mùa này nếu chúng ta dùng thì như ở miền Bắc thì nó hơi bất tiện, vì nếu bật chế độ dry nó khá là lạnh, dry nó khá là lạnh đấy. Thì đấy là vì sao cái lý do mà máy điều hòa không thể thay thế được máy hút ẩm mọi người nhé. Rồi các mọi người.